Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rút tiền không được, trốn thoát không xong, thòng lọng đang đến gần vượng vìn. Có thể nói việc ông Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FEC đang bị phanh phui do trò lừa đảo khủng và việc Tân Hoàn Minh cũng bị truy tố tội tương tự cho thấy bức tranh của ngành bất động sản tại Việt Nam nó ảm đạm đến như thế nào. Ông Phạm Nhật Vượng đang bị người dân nghi ngờ là người chưa bị lộ mà thôi. Trước đây, ông Trịnh Văn Quyết đến đều là cơ quan cấp tỉnh tiếp đón nồng hậu, ủng hộ hết mực cho các dự án mà bây giờ mọi thứ xem như sụp đổ. Trịnh Văn Quyết không phải là doanh nhân mà là con người lừa đảo, thì liệu rằng các doanh nghiệp chưa bị lộ kia thực sự sẽ là gì? Đó chính là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra hiện nay. Đây là hình ảnh ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Có nhà phân tích giấu tên đã bình luận với tờ Thời báo.de rằng Phạm Nhật Vượng là con cá lớn, muốn bắt thì phải chuẩn bị thật kỹ mồi lớn, lưỡi câu khủng, dây câu thật chắc, vợt và lưới thật tốt để nó khỏi sòng. Nếu chưa chuẩn bị kỹ mà bắt vượng vin thì con cá khủng này dãy giụa thật mạnh, không ai ghìm cương nó được. Vị này cho rằng việc bắt ông Phạm Nhật Vượng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng theo như nhận định của tờ Thời báo.de, thì nhận xét đó không phải là không có căn cứ và cơ sở, bởi vì nó có vẻ như từ trước đến nay đã gần 2 tháng nhưng không thấy ông Phạm Nhật Vượng đặt chân xuất ngoại. Việc bác bỏ tin đồn cấm xuất cảnh đã được ông Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam bác bỏ, nhưng với giới thạo tin thì họ vẫn xem hành động ông Vượng nhiều hơn là nghe lời khẳng định của ông đại diện Bộ Công an này. Có người thì cho rằng hành động lên tiếng bác bỏ tin đồn của Bộ Công an Việt Nam cách đây gần 2 tháng là hành động giấu giếm, hành động quản thúc ông Vượng của Bộ Công an, chứ không phải là Bộ Công an là công cụ của ông Phạm Nhật Vượng. Việc ông Vượng chưa thể bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau gần 2 tháng làm người ta nghi ngờ có một mệnh lệnh ngầm cấm ông chủ Vingroup xuất cảnh là rất có cơ sở. Việc ông Vượng cứ luẩn quẩn trong nước thời gian khá lâu sau khi tin đồn được cho là ông Vượng có muốn thoát cũng không thể được. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có vẻ như đang muốn nhốt ông Phạm Nhật Vượng vào cái lồng để con cá lớn không thể sọc chuồng. Đó là nhiều người nhận định như vậy. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết là một tiếng chuông cảnh báo cho ông Phạm Nhật Vượng hiện nay, và dường như ông Vượng cũng sẽ không tránh khỏi số phận tương tự. Việc chuyển hết cổ phần của công ty VinFast sang Singapore là dấu hiệu ông Vượng dường như muốn rút tiền để tháo chạy. Tuy nhiên, theo như những gì chúng tôi biết là Bộ Chính trị đang tìm mọi cách chặn dòng vốn từ trong nước ra nước ngoài để tránh cho nền kinh tế Việt Nam khỏi có sự sụp đổ nhanh chóng. Và tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đang nợ lên tới 16 tỷ đô la. Nếu ông Vượng tuồn vốn đi thì hàng loạt ngân hàng sẽ sụp đổ thật sự. Cho nên hiện nay Bộ Chính trị cho giám sát nhất cử nhất động của ông Vượng về vấn đề sử dụng vốn của tập đoàn Vingroup. Rút tiền đi ra ngoài thì không được, trốn cũng không thể thoát. Ông Phạm Nhật Vượng xem như đang bị giam lỏng trong lãnh thổ của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng cho hạ hàng loạt đại gia của ngành bất động sản, được xem như là cái thòng lọng đang siết dần. Và Bộ Chính trị như muốn nhắm đến con cá lớn nhất của hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc danh, đó là Vingroup vào thời gian tới. Có nhiều người nói rằng nếu ông Phạm Nhật Vượng không rút vốn từ Ukraine về Việt Nam thì nay ông cũng điêu đứng vì chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, việc rút vốn về Việt Nam phát triển Vingroup không phải là thoát nạn mà cũng đang chất chứa rất nhiều hiểm họa. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, cũng là tiếng chuông cảnh báo cho ông Phạm Nhật Vượng. Thương trường của Việt Nam đang chịu tác động bởi chính trị. Hệ thống chính trị cứ xem các doanh nghiệp như là con cá trong ao của họ. Họ nuôi khoảng một thời gian rồi lại vớt lên để đem đi thịt. Chế độ này nó như thế đã nhiều thập kỷ qua và cơ bản đó là bản chất của họ. Ai muốn giàu nhanh nhưng luôn thường trực nguy hiểm là về Việt Nam đầu tư, còn ai muốn an toàn thì hãy làm ăn ở những nước có bộ máy chính quyền tử tế hơn. Phạm Nhật Vũ đã bị truy tố điều đó cho ông Vượng đã biết rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không tha một ai, dù đó là người của gia tộc giàu nhất Việt Nam.
không biết ông Vượng có thoát được hay không thì cũng phải chờ thời gian nữa sẽ biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chấn động. Trịnh Văn Quyết được tôn lên hàm đệ nhất siêu lừa, dung môi 1,5 tỷ câu được tới 4.500 tỷ. Trước đây ông Trịnh Văn Quyết bị bắt bởi tội thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính trên 500 tỷ đồng. Tuy nhiên đấy chưa phải là tội duy nhất mà ông Trịnh Văn Quyết phải gánh. Mới đây vào ngày 25 tháng 8, báo chí đồng loạt công bố ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của FLC Faros từ 1,5 tỷ lên tới 4.300 tỷ. Điều đặc biệt là ông Quyết đã bán vốn điều lệ khống ra ngoài công chúng để thu tiền thật. Trên hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Được biết, tối ngày 25 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C01 đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết và kết quả điều tra ban đầu hành vi sai phạm. Đây là tội được khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FEC Faros và các công ty có liên quan. Ngoài ông Trịnh Văn Quyết thì bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch tập đoàn FEC và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh. Đây là hành vi được C01 liệt vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn của công ty cổ phần xây dựng FEC Faros. Hành động nâng khống vốn diễn ra từ năm 2014 cho đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng là 430 triệu cổ phần trong công ty cổ phần xây dựng FEC Faros, và công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu Maros trên sàn chứng khoán. Cựu chủ tịch FEC đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh dùng 1,5 tỷ câu được tới 4.500 tỷ. Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu Rose mang tên mình và tên 5 cá nhân khác, thu được hơn 6.400 tỷ đồng. Cựu chủ tịch FEC đã rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu để chiếm đoạt. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng. Mục đích là hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền. Bộ Công an đã phát thông báo tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán như FLC, ROS, ALT, 2, AMD hoặc GAP. Như vậy là những cổ đông đang nắm họ cổ phiếu của FLC hiện nay đang nắm một mớ dây lộn. Việc để ông Trịnh Văn Quyết và các người liên quan đã dùng có 1,5 tỷ đồng để lấy tới 4.500 tỷ đồng của công chúng không chỉ là lỗi của người đã bị bắt, mà người dân còn đặt câu hỏi rằng cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đó là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở đây đâu ra mà để ông Trịnh Văn Quyết lừa một số tiền khủng khiếp đến như vậy. Có người thì cho rằng nếu Sở Giao dịch Chứng khoán, cơ quan kiểm toán, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư mà làm việc nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm thì đã không để tình trạng lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết xảy ra một thời gian rất dài đến như vậy. Vụ FLC đang bùng ra tình tiết rất mới, còn khủng hơn cả tình tiết ban đầu. Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng còn bao nhiêu FLC như thế nữa. Sự tắc trách, sự vô trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đã để cho một siêu lừa lộng hành trong một thời gian dài, và xã hội đã mất đi một lượng tiền rất lớn chưa từng thấy từ trước đến nay. Trên hình ảnh, ông Trịnh Văn Quyết bị phạt thêm tội lừa đảo. Trên mạng xã hội ngay lập tức phong cho ông Trịnh Văn Quyết là siêu lừa số 1. Có người cho là siêu lừa số 2. Không biết với những người tặng cho ông Quyết biệt danh siêu lừa số 2 thì với họ siêu lừa số 1 là ai đây? Có người nói siêu lừa số 1 là một người đang lừa dân tộc từ năm 1945 cho đến nay, nhưng họ không nói là ai. Mà có lẽ người được cho là siêu lừa số 1 ấy chắc chắn đã chết. Hiện tại người đang sống không ai siêu bằng
ông Trịnh Văn Quyết.